Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì tôi làm một cái video có tên rằng nộp đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, thì phần video của tôi sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là về cái câu hỏi mà vị khách hàng đưa ra. Cái câu hỏi này liên quan đến một số người đang lao động hợp tác tại nước ngoài, và thứ hai là về quy định của luật Việt Nam đối với trường hợp này, và thứ ba là trường hợp thực tiễn trong những cái kinh nghiệm mà văn phòng sư đoàn nhận cũng có được. Thưa quý vị và các bạn, thì có một cái khách hàng họ đến với văn phòng luật sư của tôi, họ bảo như thế này: chị ơi, thì em đi hợp tác lao động nước ngoài, thì khi mà em đi hợp tác lao động nước ngoài thì chồng em ở nhà đã ly hôn với em. Em cũng không biết nữa, nhưng mà trong cái bản án ly hôn á, thì em được biết là chồng em đã ly hôn và con em là người chồng em trực tiếp nuôi. Nhưng mà thú thật với chị rằng là hiện tại là bà ngoại, tức là mẹ ruột của em, đang nuôi cho bé, và hàng tháng em gửi về cho con. Tôi kể với chị như vậy cũng cảm thấy yên tâm rằng con mình đang ở trong vòng tay của mình. Nhưng mà có một cái điều là bây giờ hiện tại anh cũng đã có cái gia đình khác rồi, mà cái gia đình khác anh đã sinh sống và làm việc ở chỗ khác, nhưng thực tế trên cái bản án thì chồng em là người trực tiếp nuôi con, và như vậy em mất đi cái quyền. Chị ơi, nếu như trong trường hợp 2 năm 3 năm nữa em về thì em muốn giành lại cái quyền nuôi con có được hay không? Thưa quý vị và các bạn, thì một cái thông điệp của một vị khách hàng ở nước ngoài là như vậy. Em bảo rằng em đi hợp tác lao động ở nước ngoài, và khi em đi lao động thì chồng em ở nhà đã có một cái động tác để ly hôn ở tòa, và cái phán quyết của tòa án là cho em được quyền nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng không rõ là bản án như thế nào, tuy nhiên theo lời anh trình bày thì nó cũng tương đối rõ. Trong trường hợp cái phán quyết của tòa cho hai người ly hôn, và trong đó ghi nhận cái người còn lại thì có nghĩa vụ cấp dưỡng, tuy nhiên thì tôi đoán rằng trong cái bản án này thì anh chồng ly hôn đơn phương và yêu cầu được trực tiếp nuôi con và không có yêu cầu cấp dưỡng. Tuy nhiên là cái sự việc nó là cái phán quyết của tòa, cho nên tôi cho rằng là cho đến thời điểm hiện tại thì theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trong trường hợp có một cái sự thay đổi về người trực tiếp nuôi con thì tôi có quyền nộp đơn khởi kiện ở tòa án. Tuy nhiên rằng bây giờ tôi có tư vấn với em trong trường hợp này, nếu em đang ở nước ngoài em cũng có quyền nộp đơn tại tòa án cấp tỉnh để xin thay đổi người trực tiếp nuôi con từ người chồng cũ sang em, hoặc nếu em về nước thì em cũng có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con từ chồng sang em, và lúc đó thì thẩm quyền tại tòa án nhân dân ở các quận huyện. Thì sau khi một lúc trò chuyện thì tôi bảo rằng thì em hiện tại rằng là con thì em cũng đang ở nhà mẹ ruột của em, cho nên cái việc lo lắng như thế nào đó cũng không lo lắng, tại vì bây giờ con đang ở với mẹ ruột của mình. Thôi thì bây giờ em cứ yên tâm công tác ở nước ngoài, sau này khi về Việt Nam lúc đó em sẽ thay đổi người trực tiếp nuôi con bằng cách nộp đơn tại tòa án nhân dân quận và huyện. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tôi đã trải qua cho quý vị và các bạn cả tư vấn, cả về quy định của pháp luật về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con. Như vậy thì trong trường hợp thực tế thì văn phòng có những trường hợp như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, thì văn phòng có những cái trường hợp thực tế đó là như thế này. Một anh thì ly hôn với vợ,
Khi anh đến với tôi thì đã có một cái phán quyết là công nhận sự thỏa thuận các đương sự. Trong cái nội dung của cái quyết định công nhận sự thỏa thuận thì anh đưa cho tôi xem, thì nôm na rằng anh và vợ anh đã ly hôn. Về con chung thì chị là người trực tiếp nuôi dưỡng vì bé dưới 36 tháng tuổi. Và anh đến với văn phòng, anh bảo rằng cho đến thời điểm hiện tại thì con đang ở với anh, vợ anh thì cũng đã có kết hôn với người khác, còn riêng anh thì bây giờ đang sống chung với con. Và anh mong muốn rằng anh là người trực tiếp nuôi đứa con và thay đổi theo cái tinh thần của quyết định công nhận sự thỏa thuận. Và tôi đã giúp anh bằng cách là chứng minh những cái điều kiện về nhà ở, về thu nhập, về nhân cách, về môi trường sống để cho bé ở chung với ta. Và cái bản án của Tòa án Nhân dân cấp quận cũng đã thay đổi người trực tiếp nuôi con từ người vợ cũ của anh sang anh. Một cái trường hợp thứ hai, thưa quý vị và bạn, một cái trường hợp thứ hai nữa là người vợ ở nước ngoài, họ nộp đơn tới tòa để xin ly hôn với người chồng. Thì trong cái việc ly hôn này thì người vợ trình bày rằng bây giờ do hoàn cảnh ở nước ngoài, thực tế thì chị đang cần một cái tấm giấy thông hành là ly hôn để chị kết hôn với một người khác, cho nên chị đã nhờ đến văn phòng ly hôn. Và con thì ở chung với ba. Tuy nhiên do một cái thời gian sau thì chị lại có thay đổi, và chị mong muốn là thay đổi người trực tiếp nuôi con từ người chồng sang chị để hợp thức hóa cái việc mà bảo lãnh bé đi nước ngoài. Và một lần nữa là văn phòng đã giúp chị thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thì tới thời điểm đó, tới cái thời điểm mà văn phòng giúp chị thì bé cũng đã hơn 10 tuổi rồi. Thì hỏi ý chí của bé rằng con vẫn muốn theo mẹ. Thưa quý vị và các bạn, đó là những cái trường hợp mà văn phòng luật sư Đoàn Văn Phúc nhận được trong thực tiễn. Thì hôm nay văn phòng luật sư Đoàn Văn Phúc cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn cái việc anh các chị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên có những cái điều kiện mà cái phán quyết của tòa ở Việt Nam cho người chồng, người vợ mình trực tiếp nuôi con, thì các anh các chị vẫn có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con từ người chồng, người vợ mình sang mình với những cái tiêu chí, những cái điều kiện đưa ra để ưu tú nhất để đứa con được trở về là người mình trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video có những phần thiếu sót. Tuy nhiên mong muốn của luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Văn Phúc gửi đến quý vị và các bạn, những anh chị em, những người chưa biết những cái quy định pháp luật về thay đổi người trực tiếp nuôi con, hoặc có thể tư vấn cho bạn bè, người thân, họ hàng để họ biết trong trường hợp của mình để vận dụng quy định của pháp luật. Chúng tôi không có ý định sẽ cổ suý cái tinh thần ly hôn hoặc cổ suý cái tinh thần gọi là thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên vì một lý do không gian, thời gian, thì mong muốn của văn phòng luật sư Đoàn Văn Phúc gửi đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể xem những cái video này để am hiểu, cập nhật được các thông tin mà pháp luật Việt Nam đối với những người con, những người vợ, những người chồng, và điều chỉnh những cái luật hôn nhân và gia đình cho đến thời điểm hiện tại là luật hôn nhân và gia đình, luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Xin trân trọng cảm ơn.